Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Hôm nay Tân Đại Dương sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về điều kiện du học tại Canada cùng với trường Comox Valley ở núi Washington. VC là một cộng đồng an toàn và sống động với các điều kiện tân tiến của cuộc sống hàng ngày và tọa lạc trong phạm vi một vùng thiên nhiên xinh đẹp. Vùng tự hào với cơ sở chăm sóc y tế và nha khoa tuyệt vời, có các rạp chiếu phim, các tiện nghi thể thao cho tất cả mọi người. Cộng đồng này có nhiều sinh hoạt ngoài trời như chơi golf, trượt tuyết bằng ván và nhiều môn thể thao trên nước. Chỉ lái xe nửa giờ là đến một nơi trượt tuyết hàng đầu trên đảo Vancouver, núi Washington. Núi này phủ tuyết nhiều nhất sau bất kỳ nơi nghỉ mát nào tại Canada. Các dịch vụ trượt tuyết và trượt tuyết bằng ván thật tuyệt cho mọi người và thuộc mọi lứa tuổi và khả năng. Để biết thêm về du học Canada tốn bao nhiêu tiền, cũng như tại sao các bạn sinh viên chọn Canada để du học, các bạn có thể liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình qua hotline 0996277629. Comox Valley là trường trung học công lập tọa lạc tại Comox Valley, phía đông Vancouver Island, trực thuộc bang British Columbia. Trường cung cấp nền giáo dục có chất lượng cao được Bộ Giáo dục Canada phê chuẩn, tạo cơ hội hội nhập vào đời sống và văn hóa Canada. Hiện tại, trường có 100 học sinh quốc tế đến từ các nước khác nhau, tạo môi trường thân thiện. Sau khi học xong, học sinh sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp trung học BC sẽ giúp cho học sinh có cơ hội vào các trường đại học tại BC trên khắp đất nước Canada và các nước khác trên thế giới. Trường có hai kỳ nhập học chính là vào tháng 9 và tháng 1. Quan tâm chú ý đến từng cá nhân học sinh, cơ sở tân tiến và các môn học đa dạng, nhiều cơ hội tham gia các hoạt động của trường và cộng đồng. Học sinh quốc tế được sống với gia đình người bản xứ, được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên khả năng cung cấp môi trường ấm cúng, thân thiện. Các gia đình homestay sẽ duy trì liên lạc đều đặn với các giáo viên của học sinh và văn phòng điều hành chương trình quốc tế. Để được hỗ trợ về thủ tục hồ sơ du học các nước, điều kiện nhập học của các trường, các bạn đừng quên liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường ở các nước Mỹ, Úc, Canada hay Singapore v.v. tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629, hoặc các bạn có thể truy cập vào các trang web của công ty để tham khảo thêm về du học của các nước, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lỗi với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Xin chào các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bạn Nguyễn Lê Thủy Tiên. Thì bạn vừa có visa du học Canada, Thủy Tiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ tại sao Thủy Tiên lại chọn Canada là điểm đến du học. Chào Thủy Tiên. Thủy Tiên có thể là giới thiệu đôi nét cho các bạn biết về mình được không? Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Lê Thủy Tiên, mình vừa đậu visa du học Canada. Mình chọn Canada du học tại vì Canada là một thành phố đa văn hóa, đa sắc tộc. Ở đây mình có thể được trải nghiệm nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và ở đây có một nền kinh tế rất là phát triển. Mình đến Canada du học. Đầu tiên mình sẽ học một chương trình tiếng Anh tại trung tâm ngôn ngữ ELS. Sau đó mình sẽ chuyển tiếp vào trường cao đẳng Humber để mình học ngành quản trị kinh doanh. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì nhà mình có một công ty xây dựng. Mình chọn ngành quản trị kinh doanh tại vì mình sẽ tiếp quản công ty của bố mình. Mình muốn học hỏi nhiều hơn ở đất nước này. Vậy thì gia đình của Thủy Tiên là có công ty về xây dựng. Thì mình có ý định mình qua bên Canada để mình có thể là phát triển hơn về cái chuyên ngành cũng như là về công ty lãnh đạo để phát triển hơn. Đúng không? Qua đâu thì Thủy Tiên biết được công ty của Tân Đại Dương? Em biết là công ty Tân Đại Dương là tại vì em có trang lên trên Google. Ý định du học này sẽ nảy ra từ khi em học lớp 12. Em có tham gia, em có dự thi kỳ thi đại học năm 2013 mà em lại bị rớt nên sau đó em đã chọn đi du học để bước để phát triển của em sau này. Thì em lên mạng em search như thế nào thì thấy được công ty Tân Đại Dương? Em muốn đi du học và em cũng lượn lượn từ nhiều các nước nhưng mà em đã search là một trung tâm tư vấn du học. Và em để trên mạng em đi coi YouTube và các phương tiện khác và em coi Tân Đại Dương là
một công ty uy tín để em gửi gắm ước mơ về. Thì cái người làm hồ sơ với Thủy Tiên là nhân viên nào của công ty Tân Đại Dương? Dạ là chị Quỳnh. Thủy Tiên cảm thấy là chị Quỳnh như thế nào? Chị Quỳnh rất là sốt sắng và chị Quỳnh rất là tận tình. Từ lúc em bắt đầu làm sơ đến khi em có visa thì chị rất hết mình giúp đỡ. Những cái gì thắc mắc thì em hỏi thì chị đều sẵn sàng tư vấn và giúp đỡ em. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn Thủy Tiên đã có mặt hôm nay để có thể chia sẻ cái buổi phỏng vấn này. Thì Tân Đại Dương xin chúc cho Thủy Tiên du học tại Canada đạt được những cái ước nguyện như là mình mong muốn, cũng như là thành công hơn khi mà quay về Việt Nam. Xin cảm ơn Thủy Tiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình chia sẻ ước mơ du học Canada của công ty Tân Đại Dương. Một lần nữa Tân Đại Dương xin hẹn lại các bạn trong chương trình tiếp theo.